Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Thùng rác là đồ vật phổ biến trong mỗi gia đình, thế nhưng ý nghĩa của nó chưa được xem trọng đúng mức vì người ta thường quan niệm rằng nó chính là thứ để chứa những đồ bỏ đi. Chính quan niệm sai lầm này đã khiến nhiều người chúng ta quên đi vai trò to lớn của nó, không chỉ là với môi trường mà đặc biệt là đối với phong thủy. Phần lớn chúng ta đều rất ít để ý đến phong thủy thùng rác. Mọi người thường đặt thùng rác một cách tùy tiện, miễn sao nó thuận tiện và không quá khó coi là được. Nhưng theo quan niệm phong thủy, nếu chúng ta đặt tùy tiện, rất có thể nó sẽ mang lại vận xui cho cả nhà. Một khi vị trí đặt thùng rác đúng phong thủy, gia đình bạn sẽ phòng tránh được bệnh tật, tài lộc không bị ảnh hưởng xấu để an tâm làm ăn, kinh doanh gia tăng tài sản trong thời gian tới. Vậy đặt thùng rác ở đâu trong nhà và như thế nào mới đúng phong thủy, mang lại vận may cho cả gia đình? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách sắp đặt thùng rác sao cho đúng để không phạm phải cấm kỵ trong phong thủy gây hại đến cả gia đình. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Thùng rác không chỉ giúp cho không gian nhà ở được gọn gàng, sạch sẽ hơn, mà nó cũng là một vật dụng có ý nghĩa phong thủy nhất định. Thùng rác là vật chứa nhiều chất bẩn nên trường khí của nó phát ra rất dễ làm nhiễu trường khí tốt xung quanh con người, khiến chủ nhân dễ rơi vào tâm trạng bất an, thể chất suy nhược và thường xuyên mắc bệnh. Do đó, nó được xem là vật dụng chứa nhiều ế khí, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tài lộc, may mắn của mọi người. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể xóa bỏ những ế khí từ thùng rác và tạo may mắn, tài lộc cho gia đình mình nếu chọn vị trí đặt cũng như cách đặt thùng rác theo phong thủy dưới đây. 1. Vị trí đặt thùng rác đúng phong thủy. Việc bố trí thùng rác đúng vị trí đối với những người sử dụng rất quan trọng. Trong phong thủy, hướng Đông Nam lệch về Đông, Tây Bắc lệch về phía Tây, Đông Bắc lệch về phía Bắc và Tây Nam lệch về phía Nam là 4 vị trí được coi là kho, tức là nơi lá rụng về cội, cũng là nơi có thể tập trung rác. Vì vậy, đặt thùng rác ở 4 vị trí này sẽ không mang lại điểm xấu. Nguyên nhân là do những hướng trên không phạm đến những phương đại diện cho cung điền trạch. Đặt ở những hướng này không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến gia chủ và người thân. Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt quá nhiều thùng rác trong nhà. Điều này sẽ ảnh hưởng những ế khí từ thùng rác sẽ tích tụ thành sát khí. Từ đây gia vận bất an, tiền tài hao tán. Nhiều người cho rằng đặt thùng rác ở nhiều nơi trong nhà sẽ tiện lợi hơn, vệ sinh hơn. Điều này không sai. Tuy nhiên, rất có thể sự tiện lợi này sẽ dần dần hình thành ế khí, ảnh hưởng xấu đến khí vận của bạn và người xung quanh nếu rác bị trữ lại trong thùng quá lâu. Lưu ý là rác phải được cho vào thùng rác, nếu vứt cẩu thả rơi vãi xung quanh thì không tốt. Nên đặt thùng rác ở chỗ khuất là tốt nhất. Việc xác định đúng phương vị như trên thực sự là trở ngại cho hầu hết mọi người. Vì thế, bạn có thể chọn cách dễ nhất, đó là để thùng rác nơi khuất tầm mắt của bạn. Vì nếu bạn không thấy thì trong lòng sẽ đỡ bận tâm hơn. Ngoài ra, một giải pháp khác bạn có thể lựa chọn, đó là mua những chiếc thùng rác thật đẹp để người nhìn vào không biết nó là thùng rác thì sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình. Trong nội dung phía trên, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn những vị trí đắc địa trong phong thủy để chúng ta có thể đặt thùng rác. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý đến những vị trí không nên đặt thùng rác trong nhà bởi có lẽ nó sẽ đem đến những đen đủi khó có thể lường trước được theo phong thủy. Vậy đó là những vị trí nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, không nên đặt thùng rác ngay cửa chính của nhà. Cửa nhà chính là một vị trí quan trọng giúp hút vận khí tài lộc vào nhà.
khi cửa nhà hợp phong thủy, gia chủ an yên. Ngược lại, nếu để những vật như thùng rác, túi rác, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, không theo ý muốn, công việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở phạm phong thủy. 2. Trong phòng khách. Phòng khách cũng được xem là nơi tài vận hội tụ thứ hai trong nhà, nên việc đặt thùng rác phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn không nên đặt thùng rác ở vị trí tài lộc, đường chéo từ cửa ra vào cho đến góc tường phía trong phòng. Bạn cũng không nên đặt thùng rác quá gần bộ ghế sofa hay tủ trưng bày ly tách. Những nơi này thường liên quan đến các hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi. Vì thế rác thải và uế khí từ thùng rác sẽ khiến vi khuẩn sinh sôi và truyền nhiễm bệnh tật cho con người. Không nên đặt ở hướng Tây Bắc, cản trở đường tài lộc. Đặt thùng rác ở hướng Tây Bắc, tức hướng đại diện cho tài lộc, công danh của gia chủ, thì bạn đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới đường công danh của chính mình bằng sự thiếu hiểu biết này. Nếu gần đây việc đầu tư, kinh doanh đi xuống, thậm chí tiền ra mà không thấy vào, nhiều khó khăn thì xem lại có phải thùng rác để ở vị trí này hay không để di chuyển chúng đi chỗ khác cho phù hợp hơn. Không nên đặt ở hướng Đông Bắc, gia đình ly tán. Hướng Đông Bắc đại diện cho mối quan hệ các thành viên trong gia đình và hòa khí gia đình. Nếu đặt thùng rác ở đây sẽ khiến vợ chồng suốt ngày hụ học, con cái hư hỏng, gia đình luôn trong cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt, sẽ dẫn đến vợ chồng ngoại tình. Hướng Đông Bắc còn có ý nghĩa đặc trưng đại diện cho những người thừa kế sản nghiệp trong gia đình. Đây là hướng đắc địa dành cho con trai trưởng. Chính vì vậy, thùng rác mà đặt ở vị trí này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người thừa kế sản nghiệp, khiến họ sức khỏe yếu kém, thiếu chi khí tài lộc, theo đó mà tiêu tan. Không nên đặt hướng Đông Nam và Tây Nam, lận đận đường tình duyên. Phía Tây Nam và Đông Nam ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng nữ giới chưa lập gia đình. Tốt nhất, phái nữ tuyệt đối không bao giờ được đặt thùng rác ở phía này. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam đại diện cho vị trí và sự nghiệp của người mẹ, cho vị trí và sự nghiệp của người đàn bà đã yên bề gia thất, nên tuyệt đối phải tránh xa vị trí này. Sau đó, khi đặt thùng rác ở vị trí hướng Tây Nam, người phụ nữ có gia đình sẽ rơi vào cảnh vợ chồng bất hòa liên tục, công việc không tiến triển, còn người độc thân, tình duyên sẽ lận đận, sẽ thường xuyên trắc trở, lục đục, khó tìm được ý chung nhân. Không nên đặt thùng rác ở đúng hai vị trí này mà phải đặt lệch đi. Tức là khi buộc phải đặt thùng rác về phía Đông Nam thì nên đặt lệch về phía Đông. Nếu buộc phải đặt về phía Tây Nam thì nên lệch về phía Nam là tốt nhất. Làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cảm và tài vận của người sử dụng. Không nên đặt thùng rác ở hai bàn làm việc. Không nên đặt thùng rác ở hai bên bàn làm việc. Cả hai bên của bàn làm việc là rất quan trọng vì điều đó là vị trí của Thanh Long, tức vị trí của quý nhân. Nếu đặt thùng rác vào vị trí này sẽ mạo phạm tới quý nhân. Đây là một lỗi phong thủy khiến bạn luôn gặp trục trặc trong công việc, khó tiến xa hoặc phải chật vật để đạt được những mục tiêu của mình. Không nên để quá nhiều thùng rác ở trong nhà. Vì đáp ứng nhu cầu thuận tiện, vệ sinh hơn, nhiều gia đình chuẩn bị rất nhiều thùng rác đặt ở nhiều nơi trong nhà. Thế nhưng họ không hiểu rằng đó là nguyên nhân uế khí của chúng đã ảnh hưởng xấu đến khí vận của bạn và những người xung quanh nếu rác bị trữ lại trong thùng quá lâu. Vì thế, ở văn phòng hay ở nhà, bạn không nên chuẩn bị quá nhiều thùng rác. Ngoài ra, rác phải được cho vào thùng rác, nếu vứt cầu thả, rơi vãi xung quanh thùng rác cũng không tốt. 3. Số lượng thùng rác càng ít càng tốt. Bất luận là ở văn phòng hay ở nhà, số lượng thùng rác được dùng càng ít thì càng tốt. Nhiều người cho rằng đặt thùng rác ở nhiều nơi trong nhà sẽ tiện lợi hơn, vệ sinh hơn. Điều này không sai. Tuy nhiên, rất có thể sự tiện lợi này sẽ dần dần hình thành uế khí, ảnh hưởng xấu đến khí vận của bạn và những người xung quanh nếu rác bị trữ lại trong thùng quá lâu. Lưu ý, rác phải được cho vào thùng rác, nếu vứt cầu thả, rơi vãi xung quanh thùng rác cũng không tốt, gây sự bừa bộn cho nhà cửa, khiến cho khí tốt không thể lưu thông. 4. Ưu tiên chọn thùng rác cỡ nhỏ. Trong phong thủy, thùng rác cỡ nhỏ luôn luôn tốt hơn cỡ lớn, nhất là khi kết hợp việc chọn thùng rác với số lượng người dùng. Nếu nhà ở hay văn phòng chỉ có từ 3 đến 5 người nhưng lại dùng một thùng rác cỡ lớn, hiển nhiên là không thích hợp. Tốt nhất là nên chọn loại thùng rác không quá lớn, mỗi ngày chịu khó làm vệ sinh vài lần thì tốt hơn. 5.
nên cho loại thùng rác có nắp đậy. Cũng tương tự như quan điểm trên, không nhìn thấy thì tâm không phiền. Thùng rác có nắp đậy sẽ tốt hơn thùng rác không có nắp. Loại thùng rác có nắp có thể ngăn chặn mùi hôi của rác thải ra ngoài, tạo thành xú khí, uế khí quẩn quanh trong không gian sống. Nếu như thùng rác nhà bạn hiện không có nắp, thì cách hóa giải tốt nhất là phải thường xuyên làm sạch thùng rác, không nên để xuất hiện mùi hôi hoặc có thể dùng túi ni lông hay giấy báo để đậy thùng rác lại. Quý vị thân mến, ở nội dung phần đầu của chương trình, chúng ta đã cùng tìm hiểu được ý nghĩa của thùng rác trong phong thủy. Bên cạnh đó, có một vật dụng luôn đi liền với thùng rác trong quá trình dọn dẹp, đó chính là cây chổi. Cây chổi là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Cây chổi sẽ giúp bạn quét dọn cả căn nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu. Chổi quét nhà, gia đình nào cũng có, nhưng nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy, giúp gia chủ vận trình tăng tiến là điều không phải ai cũng biết. Và trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ giới thiệu đến quý vị những vị trí tốt nhất không nên đặt chổi, kẻo sẽ quét đi hết tất cả những may mắn. Mời quý vị cùng theo dõi. Không đặt chổi trong bếp. Một vài gia đình có thói quen đặt chổi trong bếp. Như chúng ta đã biết, bếp đại diện cho nữ chủ của gia đình, và nếu đặt chổi trong bếp, nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của vị nữ chủ này. Không chỉ vậy, bếp còn là nơi chúng ta để thức ăn, còn chổi lại mang nhiều bụi bặm, vi khuẩn, do đó nó cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả gia đình. Không nên để ở phòng khách. Phòng khách là vị trí vô cùng quan trọng trong nhà, là nơi gia đình quây quần tụ họp, cũng là nơi nhân khí vượng, tài lộc phát. Nếu để chổi quét nhà trong phòng khách thì những khí xấu tích tụ nơi cây chổi có thể ám theo người sống trong nhà. Những thứ bẩn thỉu lẽ ra phải được loại bỏ thì vô tình vẫn còn ở đó, khiến cho sức khỏe cũng như vận trình của gia chủ bị sa sút. Không nên để chổi quét nhà ở hai bên cửa ra vào. Nên để chổi quét nhà ở đâu cho hợp phong thủy? Đó là câu hỏi của rất nhiều người. Nhiều gia đình có thói quen để chổi quét nhà hai bên cửa ra vào mà không hề hay biết mình đã phạm phải đại kỵ phong thủy. Cửa ra vào là nơi phong thủy cực kỳ coi trọng, tài khí qua đó mà vào nhà, giúp cho tài vận vượng phát. Đặt chổi quét nhà ở đây có thể khiến cho tài khí bị tiêu tan bởi khí xấu đến từ cây chổi, cũng khiến cho khí xấu theo người ra vào, theo đó mà đi vào trong nhà, không tốt cho sức khỏe, cũng như khiến cho tài lộc khó lòng tích tụ. Không nên đặt chổi quét nhà ở nhà vệ sinh. Nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà nên đem chổi để ở đó, khiến cho chổi đã bẩn lại càng thêm bẩn, khí xấu tích tụ càng nhiều. Trong khi chúng ta lấy chổi ra quét dọn nhà cửa thì cũng vô tình đem theo những thứ đó đi khắp nhà. Quét dọn nhà xong chẳng những không được sạch sẽ mà còn vô tình làm cho những khí xấu lan tràn khắp nơi, gây ra những hậu họa khó bề tưởng tượng được. Chính vì thế, đừng bao giờ để chổi quét nhà trong nhà vệ sinh. Có thể bạn không biết điều này, nhưng những gia đình truyền thống Trung Hoa không bao giờ để chổi ở trong nhà. Theo quan niệm dân gian, họ cho rằng nếu để người khác vào nhà mình mà thấy ngay chổi quét nhà hoặc chổi lau nhà hay bất cứ dụng cụ vệ sinh nào cũng là một điều cực kỳ xấu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của kênh Phong Thủy Gia Cát.